Như bên lần từ xưa đến nay thì nổi tiếng với những đôi giày classic như kiểu là năm 74 hay là 990, 991. Ngoài ra thì có cả những cái đôi giày thể thao update mới nhất phục vụ cho những vận động viên hay là những người chơi bán chuyên nữa. Thế nhưng mà thỉnh thoảng thì họ cũng chiều fan, chiều những người dùng đại chúng bằng những cái đôi giày khá là thời thượng như thế này. Đây là đôi 9060. Nó cũng mới được ra mắt từ cuối năm 22 và đầu năm 23. Và các bạn đang thấy rằng cái form dáng của nó nhìn rất là giống với cả những cái đôi giày như kiểu là Balenciaga, Triple S, những đôi giày Daddy Shoe. Và cái dạng giày này đối với New Balance thì chúng ta cũng đã từng review một đôi trước đây rồi, đó là 5740. Thế nhưng mà hôm nay thì đó là 9060, thì hãy cùng xem là nó có gì nhá. Đầu tiên thì phải nói rằng là tuy đây là một đôi giày đơn thuần lifestyle và mới được ra mắt thôi, nhưng New Balance cũng cung cấp cho người dùng những thứ công nghệ để hỗ trợ đi lại nó thoải mái hơn. Điển hình ở đây đó là công nghệ đế áp dốp. Cái đế áp dốp này nó rất là hay, nó vừa là tạo độ êm mà nó vừa tạo cái độ phản hồi lực. Một chút nữa chúng ta sẽ khám phá kỹ hơn. Đi từ trên xuống dưới, ở trên upper thì 9060 có những chất liệu rất quen thuộc của New Balance. Chúng ta sẽ có da, chúng ta sẽ có vải mesh và chúng ta sẽ có phần da synthetic. Những chất liệu này như chúng ta đã nói rất là nhiều lần, New Balance thì chúng ta sẽ không bao giờ phải lăn tăn. Đặc biệt là vải mesh, thêm một lần nữa mình sẽ phải trầm trồ. Vải mesh của New Balance luôn luôn là một cái thứ gì đó cực kỳ là khác biệt, cực kỳ là chỉn chu. Nhìn vào những cái đường may, đường đan, đường dệt của cái mesh này, chúng ta sẽ thấy rằng nó là một cái thứ rất cao cấp. Còn về da, da ở đây cũng là một lớp da cực kỳ là dày. Mình hoàn toàn có thể nhìn vào cái phần vết cắt của da để thấy được cái độ dày của nó. Và cái da này cũng được cắt, được may rất là chỉn chu. Và chất lượng của nó thì sao? Phải nói là tuyệt vời các bạn ạ. Chất da này nó đã có một cái độ gọi là nhăn nhẹ và trông rất là tự nhiên. Thế nên là nhìn vào phát thôi là thấy cái cảm giác nó là cao cấp. Rồi đôi giày này thì chúng ta tất nhiên sẽ có một cái logo chữ N đặc trưng của New Balance. Và đây sẽ là cái logo kiểu hiện đại, nó sẽ được đặt nghiêng như thế này. Và mặt bên ngoài của đôi giày thì đó là chữ N màu xanh đậm. Và mặt bên trong thì đó sẽ là một chữ N đặc biệt hơn. Các bạn đang thấy ở đây, một chữ N nó được làm theo kiểu với những cái chỉ thêu màu xanh, rất là đặc trưng các bạn nhá. Và ngoài ra thì những cái phần chất liệu còn lại ở trên cái phần upper này, đó là phần màu đen đây. Những cái da synthetic tạo điểm nhấn, điểm xuyết cho đôi giày. Nói chung là về cái cách phối hợp chất liệu và cách phối hợp màu sắc của 9060 thì mình khó có thể chê được. Tiếp theo đi vào phần bên trong của giày, chúng ta sẽ thấy rằng đây nó được bọc một cái lớp đệm bông, phải nói là rất êm ái. Tuy nhiên thì cái đệm bông này thì chắc chắn là mùa hè chúng ta sử dụng thì đôi khi là sẽ cảm thấy hơi ngột ngạt và hơi nóng một chút. Cái đệm bông thì cũng sẽ được bọc ở phần lưỡi gà. Và đây là một cái lưỡi gà mình rất là thích. Đó là một cái lưỡi gà to bản. Và ở bên trên nó thì có một cái logo rất là xinh, New Balance 9060. Nhìn nó rất là đẹp luôn. Cái này kiểu người ta bọc một cái lớp kính ở bên ngoài ấy, trông rất hay các bạn ạ. Thêu thì cực kỳ là chỉn chu nhá. Ở mặt bên ngoài của lưỡi gà thì đây nó sẽ là cũng là da synthetic, giống với cả những cái phần màu đen còn lại của đôi giày, rất là đẹp. Quay ra sau gót thì chúng ta sẽ có một cái phần đặc biệt. Các bạn đang thấy ở đây là một cái miếng chất liệu thì mình chưa rõ là chất liệu gì, kiểu như là nhựa mica hay gì đó. Một cái miếng trông trong suốt và nhìn sâu bên trong thì các bạn thấy rằng nó có những cái đường kẻ caro, nhìn rất là hay. Đây là một chi tiết độc đáo của 9060. Cũng chưa rõ rằng là cái miếng này sử dụng lâu dài nó có bị ố hay không, thế nhưng mà ban đầu mua về nhìn rất cháy luôn. Miếng này không biết làm sao nhưng mà mình liên tưởng đến cái miếng đường răng các bạn ạ. Xuống dưới đế giày thì đây sẽ là bộ đế như mình đã chia sẻ ban đầu, bộ đế áp dốp. Và áp dốp ở đây sẽ được áp dụng bằng hai công nghệ áp dốp riêng. Đầu tiên là phần áp dốp bên trên này thì nó sẽ là hỗ trợ cho các bạn về cái độ êm, áp dốp miso. Đi thì rất là êm và sờ vào đã thấy rồi, nó rất là thoải mái. Và bên dưới nó sẽ có hai cục ở bên trên và bên dưới này, thì nó sẽ là cái công nghệ áp dốp SBS. Nó sẽ giúp cho các bạn có một cái độ phản hồi lực, trợ lực cho các bạn khi mà đi lại để nó thoải mái hơn. Thì như chúng ta thấy rằng đây là một đôi giày rất là to, rất là bự, cho nên là đi thì có thể là sẽ hơi nặng chân. Thế nhưng mà với những công nghệ như kiểu là áp dốp như thế này thì nó sẽ giúp cho các bạn có một cái sự thoải mái hơn rất là nhiều. Đó là một điều tốt. Và nói về nhược điểm thì cái bộ đế này, nhược điểm của nó sẽ là hơi cứng một chút. Bởi vì là nó sẽ to mà, nó to nên là nó sẽ hơi cứng. Tuy nhiên thì nó chỉ cứng ở phần khung giữa thôi. Còn ở phần mũi giày, cái phần mà chân của chúng ta sẽ gập khi mà đi lại, thì mình thấy rằng là độ linh hoạt của nó cũng là khá cao. Thế nên là các bạn cũng yên tâm là sử dụng đôi này thì chúng ta vẫn có được một cái sự thoải mái rất là ok. Outsole thì ở đây sẽ là một cái outsole cực kỳ là thú vị và đặc biệt. Các bạn đang thấy rằng nó chia ra làm 6 cái ô màu đen nhỏ ở cái phần đế của đôi giày. Và những cái đế này thì chúng ta thấy rằng là cái độ sâu của các cái rãnh đế nó cũng không phải là quá nhiều.
Nhưng tuy nhiên thì đối với một đôi giày casual thì nó cũng không cần phải quá là cao siêu để làm gì cả. Và với cái chất cao su của đế này thì mình cũng đánh giá là rất tốt các bạn nhá. Cao su này cũng sẽ cực kỳ là bền, nên là anh em sử dụng thì yên tâm, đôi này đi bít bít cũng thoải mái, ok. Và nói về bít thì chắc chắn là cũng phải nói về vấn đề giá. Một đôi giày giá quá cao chúng ta không thể nào bít được. Nhưng mà đôi này thì mình thấy rằng giá cũng rất hợp lý các bạn. Hiện tại thì Zamaki có thể order cho các bạn với mức giá khoảng 2.6 triệu cho đến 2.8 triệu, tùy vào size và tùy vào phối màu các bạn nhá. Giá này phải nói là rất tốt rồi, bởi vì là hiện tại ở trên website của New Balance đang bán đôi này với giá là 140 đô, khoảng là đâu đó hơn 3 triệu tiền Việt cơ, nhưng Zamaki chỉ là 2.6 triệu mà thôi. Các bạn nếu hứng thú với 9060 thì có thể inbox ngay ở fanpage để tiến hành order nhé. Và ngoài ra thì tại fanpage Zamaki chúng mình cũng có những cái dịch vụ như là ký gửi giày, order giày, hay là một cái nhóm chat để cập nhật những cái deal tốt nhất cho các bạn theo thời gian thật. Rất là hay, thì các bạn hãy tham gia trong fanpage Zamaki nhé. Ok, và đó là những chia sẻ của mình về New Balance 9060. Mình là Trung Ngô và cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.